Đây, xin chào tất cả anh em. Cái thùng thính ủ của tôi thực ra đây mẹ hết rồi. Nó lên chưa ngấu. Cái thùng thính ủ của tôi thì thực ra thì mới được có 8 ngày thôi. Để tính đến thời điểm hiện tại nó tròn một tuần. Tròn một tuần thì bây giờ tôi lôi ra tôi sẽ đi trộn mồi tôi đi đánh. Thì theo như video thì tôi hướng dẫn các bạn là 15 ngày. Ít nhất là 15 ngày trở đi, bởi vì tôi sợ các bạn trộn không được tốt. Đây, hôm nay tôi sẽ đánh thử 8 ngày. Khi ủ được 8 ngày rồi, tôi sẽ đánh thử cho các bạn xem nó có lên cá hay không. À, đây là nó chưa vẫn chưa có lớp men, bởi vì hôm trước là tôi có móc một ít ra tôi cho rồi. Đây, bắt đầu xúc này. Mùi nó cũng chưa chưa được hoàn thiện cho lắm. 1 2 3 4 5 6 7 thế thôi. Em lại ấn xuống. Đấy, đẩy lên. Lại đẩy kín vào. Tránh ruồi muỗi các thứ. Cái bài này thì tôi trộn nó quá nhiều lần rồi. Không có gì mà xa lạ với cả anh em cả. Đấy. Làm đi làm lại, làm tái làm hồi, làm rồi lại làm. Làm bao giờ cho nó bao giờ không còn ai hỏi cái gì nữa thì thôi. Đấy, mẻ chưa được thì tôi mua một túi mẻ này. Đây là thính nền mới được 8 ngày. Đây là cám gạo. Đó, tôi áng chừng 8 một cân cám gạo thôi. 8 bát mới 1 cân cám gạo. 8 bát thính này, 1 cân cám gạo. Ok. Hai cái này anh em đảo đều lên giúp tôi. Em cho xốp vào. Đây, anh em không lên cho quá nhiều xốp, quá nhiều xốp thì ổ thính của bạn sẽ bị nổi lên. Số lượng như này thường thường tôi cho một bát rưỡi thôi. Tiếp theo là cắm trứng. Đây, tôi có một gói cắm trứng. Ok.
chung là cái bài này quá chi là quen thuộc với cả những cái anh em mà đăng ký kênh từ lâu rồi. Có thể là vẫn còn lạ đối với những cái bạn mới đăng ký thôi. Kính chào. Cái này tôi đều áng chừng hết, tôi không bỏ cân lên cái cân bao giờ cả. Tôi áng chừng nó rơi vào khoảng 7 7 7 lạng thính chảo. Đây, và vẫn tiếp tục thế thôi, ba quả trứng gà. Ba trứng gà đỏ. Rồi, bây giờ anh em đảo đều tất cả lên. À chưa, đây đây còn mẻ nữa. Giờ cho mẻ vào. Mẻ chua này. Anh em đảo đều tất cả lên. Mẻ đặc anh em lấy cái mua cái mẻ đặc này. Đấy, rất chi là đơn giản. Xong một ổ thính đánh lục. Anh em thấy trộn có nhanh không? Đây, cho vào túi nữa. Thế là xong. Ai cũng có thể làm được cái món này. Thôi thế mày đi ăn. Đấy, rất chỉ là đơn giản xong. Giờ cái công việc thì đi rửa ráy mấy cái này thôi. OK. Này, anh em nhìn này, xong. Giờ có mỗi nhiệm vụ là đi chuẩn bị vợt, túi, cần câu, rồi nước uống, rồi chống cần. Ôi thì chết rồi, hình như hôm trước à đây. May quá, tôi tưởng tôi quên cái chống cần. Cái cốp xe của tôi rất là rộng. Khi đi câu là tôi bỏ hết đồ đây. Đồ đi câu khi nào cũng thủ sẵn ở nhà. Mình đi là chỉ việc lôi ra trộn thôi.
Rồi, ok. Chúc anh em liên cá nhiều.